Sắt và canxi đều là hai dưỡng chất quan trọng cần bổ sung cho cơ thể, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai. Sắt và canxi có thể được đưa vào cơ thể qua đường ăn uống hoặc dưới dạng các viên thuốc bổ sung. Phương pháp uống thuốc vẫn được các chị em ưa chuộng bởi sự tiện lợi. Tuy nhiên, nhiều mẹ vẫn mắc nhiều sai lầm khi bổ sung sắt và canxi, khiến cho việc bổ sung có thể mất tác dụng hoặc gây nên những hậu quả khác. Hãy cùng tham khảo ngay những sai lầm thường gặp sau đây nhé! 1. Uống sắt và canxi cùng một lúc. Sắt là một dưỡng chất khó hấp thụ và canxi sẽ làm giảm tiến trình này nếu uống cùng một thời điểm. Các bác sĩ đưa ra lời khuyên cho những bà bầu là nên sử dụng hai chất dinh dưỡng này cách xa nhau vài giờ đồng hồ. 2. Uống canxi vào buổi tối. Canxi được hấp thụ tốt nhất vào buổi sáng, sau bữa ăn khoảng 1 giờ hoặc buổi trưa với nhiều nước. Do đó, hấp thụ canxi vào buổi tối làm tăng nguy cơ gây sỏi thận, sỏi tiết niệu. 3. Uống gấp đôi lượng sắt và canxi cần hàng ngày. Cuộc sống hối hả đôi lúc khiến mẹ bầu quên uống thuốc, nhưng đừng vì thế mà uống dồn vào ngày hôm sau, vì khi đó cơ thể sẽ bị quá tải và gây nên các phản ứng phụ. Về để tăng khả năng chuyển hóa canxi trong cơ thể, mẹ bầu nên tăng cường những thực phẩm giàu vitamin D trong thực đơn hàng ngày. 4. Uống viên sắt khi bụng no. Như đã biết, sắt rất khó hấp thụ, vì vậy để tăng cường hấp thu, thai phụ nên uống viên sắt lúc bụng đói và uống kèm với các loại nước giàu vitamin C như nước cam, nước chanh. Uống sắt sau ăn 1 đến 2 giờ để cơ thể được hấp thụ sắt tốt nhất. 5. Không uống nhiều nước và ăn nhiều thực phẩm có chất xơ. Khi uống viên bổ sung sắt, mẹ cần uống nhiều nước và ăn những thực phẩm giàu chất xơ để ngăn ngừa táo bón. 6. Dùng trà và cà phê để uống viên bổ sung sắt và canxi. Nhiều sản phụ dùng trà và cà phê khi uống thuốc, điều này sẽ làm giảm sự hấp thu của cả hai chất dinh dưỡng này. Mặc dù bổ sung sắt và canxi là điều cần thiết, tuy nhiên, các mẹ cũng cần lưu ý bổ sung với liều lượng vừa đủ hợp lý. Đối với canxi, trong 3 tháng đầu, nhu cầu canxi là khoảng 800mg một ngày, 3 tháng giữa khoảng 1000mg một ngày, 3 tháng cuối khoảng 1500mg một ngày. Đối với lượng sắt dành cho phụ nữ mang thai, cần cung cấp tối thiểu 27mg một ngày, nhưng theo đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì lại cao hơn. WHO khuyến khích phụ nữ mang thai nên uống từ 30-60mg sắt mỗi ngày. Nếu nạp quá nhiều lượng sắt vào cơ thể, có thể làm tăng nguy cơ sinh non cũng như tiểu đường thai kỳ và huyết áp cao. Còn hấp thụ quá nhiều canxi có thể gây táo bón. Nó cũng làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt và kẽm của cơ thể. Vì vậy, mẹ bầu cần lưu ý là đảm bảo cung cấp cho cơ thể đầy đủ các dưỡng chất để có thể có sức khỏe tốt nhất trong thai kỳ nhé.